đối với bản thân tôi với lại Bảo Trâm, chủ kênh Việt Vision, không có một vấn đề gì gai cấn hết, đúng không? Nhưng mà vừa rồi tôi thấy Nguyễn Ngọc Bảo Trâm lên án cái nhóm chống diễn biến hòa bình của anh chị em, bảo là tím danh chống diễn biến hòa bình. Như vậy là cái nhóm nào chính danh chống diễn biến hòa bình đâu, chỉ ra coi ha. Đấu tranh là phải thẳng thắn, phải thẳng thắn, phải trung thực, phản biện là phải một cách phải khách quan, cái nhìn của mình là phải khách quan thì mình mới phản biện trung thực được, chứ không có gì mà tình cảm riêng tư mà phải tình cảm chị em, anh em, bạn bè thân thiết mà phải cả nể, cái đó là chết, đúng không? Đó, mình cái đó là mình thiếu vô trách nhiệm, cái đó mình vô cảm và vô trách nhiệm. Cho nên là đấu tranh phải trung thực, nhìn cái sự việc khách quan, dù người đó em ruột, anh ruột ha, người gia đình ruột, con ruột của mình cũng vậy, sai ha, cái vi phạm trong cái một cái gì lợi ích chung là mình phải phản biện để mình chấn chỉnh lại, đúng không? Nguyễn Ngọc Bảo Trâm dở cái vậy nè, đi đấu đá anh em trong nước gọi là cũng cá nhân ha, cứ đưa lên Trịnh này Hoài Nam, của Trịnh Hoài Nam, xin lỗi ở đây tôi có binh ai hết, đưa lên Trịnh Hoài Nam, Trịnh Hoài Nam, mà cái dở của Nguyễn Ngọc Bảo Trâm này nè, đưa dẫn chứng toàn là cái đủ bẩn bựa thôi. À, anh Duy Quân ở Hà Nội, Duy Quân là cái thằng quần què gì vậy? Duy Quân là thằng Lê Duy Tân, thằng Lê Duy Tân là thằng nổ, thằng lên mạng xã hội ha, nó đem từ cái quần, cái đôi dài, đôi dép nó, cái nón nó lên khoe, rồi nó nói nó là đảng viên, nó nói nó là công chức nhà nước, nó sẵn sàng là nó muốn ai á, là mất chức là mất chức, giáng cấp là giáng cấp, giáng quân hàm là giáng quân hàm, nó lên nó nổ cỡ đó đó, đó là thằng Lê Duy Tân ở Hà Nội, nó nít Duy Quân á là Thái Hòa cũng là của nó đó ha. Chồng Bảo Trâm, chị nói cho Bảo Trâm nghe, Bảo Trâm dẫn chứng những người nào có uy tín đi, những người nào có những cái việc làm đúng ha, những người nào đấu tranh vì chính nghĩa thì em đưa lên dẫn chứng được. Em đưa vô những cái bài xuyên tạc của Trần Thị Điệp, của Lê Duy Tân, trời ơi, Duy Quân á, nó lên mạng nó nói nó công chức nhà nước, mà nó lên ngoạn nó khoe con cu nó dài 18 cm. Bảo Trâm có biết cái chuyện đó không? Nó xưng nó là đảng viên mà nó nói nó là mặc đồ 13 tỷ, trong khi đó xe không có đi, nhà không có ở, có ai biết Duy Quân ở đâu không hả? Có ai biết thằng Duy Quân nó ở đâu không? Ha? Tại sao nó có những bài viết mà xuyên tạc không? Về những người đấu tranh trong nước thì em lại tin vào những người đó, mà em lên một cái diễn đàn của em nó cũng lớn chứ, đúng không? Nó 300 người, 300 ngàn lượt follow, không? Được người đăng ký thì lớn chứ còn gì nữa, đúng không? Rồi từ cái 300 ngàn đó nó lại phát tán ra những cái kinh của cái những cái thằng phản động như thằng Hoàng Duy Hùng này kia, hay là của thằng Nguyễn Phương Hùng này kia nọ, rồi những cái đám con nhang đệ tử nó phát tán ra nữa, phải không? Là bao nhiêu triệu con người coi, phải không? Mà em dìm uy tín của một đại tá quân đội nhân dân Việt Nam, đúng không? Người ta chưa phạm kỷ luật mà em đã lên diễn đàn em nói kỷ luật, kỷ luật rồi mất chức này kia nọ, em nói vậy chi vậy? Em tin vào cái lời ha, cái lời mà xuyên tạc của thằng Duy Quân đó, thì em lên em nói em dở lắm. Em hãy dựng lại uy tín của Việt Vision giống như lúc đầu đi ha, phản biện những cái luận điệu xuyên tạc của Bao Que ha. Chứ còn nếu mà phản biện về lịch sử á, có thể là em không có đủ nhận thức để mà phản biện đâu. Bởi vì tôi thấy em á, tại sao tôi nói vậy, tôi không có chê em, nhưng em binh thằng Hoàng Duy Hùng là em non kém chính trị rồi, đúng không? Chỉ em binh thằng Hoàng Duy Hùng là em non kém chính trị rồi, đúng không? Thằng Hoàng Duy Hùng nó cho là chủ nghĩa cộng sản là hoang tưởng đó, trong khi đó mà mình đang đi theo lý tưởng cộng sản, đang đi theo chủ nghĩa cộng sản mà nó bảo là hoang tưởng, nó trên trời rơi
rơi xuống hay là nó dưới đất nẻ nó chung lên. Nó là một cái thằng không phải trên trời rơi xuống, không phải dưới đất nẻ chung lên. Nó là một thằng phản động. Nó là từng mang, là từng âm mưu để thực hiện cái cách mạng trắng, cuộc cách mạng trắng ở Việt Nam. Nó chưa đủ tầm đâu ha, nó chưa đủ tầm. Thằng mẹ đẻ của nó, còn thằng mẹ đẻ ra thằng Mỹ còn cục đuôi dài chạy về dài về nè, không thắng nổi Việt Nam đâu, đừng có mong mà lật đổ nha. Cho nên chị xin lỗi Bảo Trâm, chị hôm nay là chị suy nghĩ chị nên nói những cái câu này đối với em đó. Chị không dám khinh thường em, bởi vì em cũng có trình độ học thức, nhưng mà về trình độ nhận thức chính trị em còn non kém. Khi em binh thằng Hoàng Duy Hùng là em non kém chính trị rồi. Nó xúc phạm ha, nó xúc phạm rất là nhiều người ha, rồi nó lợi dụng cái mạng truyền thông nó đi về, em thấy không, nó có giúp gì cho đất nước không? Nó bảo nó yêu nước, yêu nước thì bằng hành động thực tế đi, yêu nước về Việt Nam lợi dụng cái nghị định 36 ha, cái nghị quyết 36 của chính phủ mình, thì là về là đi tiếp cận toàn giới truyền thông thôi. Nó len lỏi vô truyền thông, nhiều đó em thấy mưu đồ rồi. Em cũng đang tiếp tay cho nó đó, thấy không? Em cũng đang tiếp tay cho nó đó. Nhưng mà ở đây tôi cũng bức xúc em một cái này nè, là em đi đem những cái lời xuyên tạc của con Trần Thị Điệp ha, với lại thằng Duy Quân, là em đưa ra ví dụ để em đánh những người trong nước mình. Bây giờ tôi hỏi em, em nói là em ngồi trên diễn đàn lớn của em Việt Vision á, em nói là anh Nam bị kỷ luật, vậy em đưa ra cái giấy kỷ luật đi ha. Tại sao mà em nghe theo những cái lời mà xuyên tạc bẩn của tụi nó để làm gì vậy hả? Nó không mất uy tín em thôi đó, mất uy tín em, đúng không? Cho nên á, là chị nói á, là chị cũng đã từng ủng hộ, thời gian đầu chị rất ủng hộ Việt Vision đó, nhưng mà sau này thấy em tiếp người này người kia nó trái quan điểm với chị thì chị không có quan tâm nữa đó. Lâu lâu anh em dẫn link qua chị coi thôi, chứ chị không có quan tâm tới Việt Vision nữa đó. Còn con Trần Thị Điệp nó tạo lên á, là chắc cũng khoảng mấy chục nít giả, thấy không? Theo ở trên mạng này là nó đã lộ ra đã mười mấy nít rồi. Trong cái cuộc cái điện thoại mà nó điện cho tôi á, anh em nhớ, Trần Thị Điệp là của tao đó, anh Trần là của tao đó, Ngọc Hoàng Xanh là của tao đó, Nguyễn Thị Hoa là của tao đó. Nó không ngờ là tôi lấy cái máy tôi livestream lại cái cuộc gọi của tôi với nó để tôi giữ lại bằng chứng, phải không? Lúc đó 2 giờ sáng cũng say ke lắm, nhưng mà không hiểu sao mình cũng rất là tỉnh. Không hiểu sao mình cũng nói chung cái độ thông minh cũng xô xô được được, phải không? Thì tôi quay lại bằng chứng luôn. Thì cái nick Ngọc Hoàng Xanh đó nó lên đó, nó xuyên tạc như thế này. Nó nói tôi thiếu đàn ông, bắt con trai tôi làm tình. Nhiều đó cắt họng nó được chưa? Hả? Em lấy, em sử dụng em cái một cái con dân chủ cội, phải không, để làm dẫn chứng để mà em hạ uy tín anh em trong nước, phải không? Bây giờ nếu như yêu nước thật lòng ha, nếu như ai có tinh thần đối với đất nước, phải không, có luôn muốn là góp phần để bảo vệ chế độ này trường tồn, thì phản biện lại những cái luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Tụi tôi không phải là thế lực thù địch của các em, của các bạn, của các anh, các chị nha. Tụi tôi đang ra sức, đang ra sức bảo vệ giá trị thật của lịch sử cách mạng Việt Nam. Ai biết nhiêu nói nhiêu, không? Ai nói sai, ai nói sai hoặc vi phạm luật thì có luật pháp chế tài, có nhà, có luật pháp xử, đúng không? Chịu trách nhiệm với luật pháp những gì mình phát ngôn ra, đúng không? Còn ở đây người ta, tất cả người ta đều có một cái ý chí là cùng nhau bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ này, không cho chúng nó xuyên tạc lịch sử. Cái gì xuyên tạc lịch sử cách mạng Việt Nam là một cái điều mà nó nguy hiểm vô cùng. Bởi vì là nó lật lại, lật kèo lại, thấy không? Nó muốn là cho thế hệ hôm nay nhìn thấy đường lối chỉ đạo của Đảng ha,
là sai, đúng không? Nó muốn là coi như là coi như là không phải là cuộc kháng chiến chống quân xâm lược, không phải là cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, mà là thằng Mỹ nó giúp Ngụy đó, nó tuyên truyền như thế, nó tuyên truyền là hai nước đánh nhau rồi miền Bắc xâm lược miền Nam ABC thế này thế khác, đúng không? Thì bây giờ là không thể như thế được, đúng không? Toàn quốc kháng chiến, tất cả dân tộc Việt Nam, những người nè, những người Việt Nam già trẻ bé lớn đứng lên đau lưng lại chống quân xâm lược và bè lũ tay sai bán nước đấy. Đấy nó mới là cuộc cái ý nghĩa đúng của cái cuộc kháng chiến chống quân xâm lược. Chứ còn bây giờ nói quân đệ tương tàn, miền Bắc xâm lược miền Nam để chi vậy? Để dựng lại, đúng không? Dựng lại cái chế độ bù nhìn hay chi hả? Nó cho dân hiểu sai, hiểu sai lệch về đường lối của đảng, để làm chủ yếu của nó, cái quan trọng là cái khốn nạn ở đây này, là nó muốn làm cái cho dân tình nó tiêm nhiễm, nó tuyên truyền cho dân tình thấy cái điều sai của cái sự trình lãnh đạo của đảng, làm mất uy tín đảng, để chi? Để mà nó dễ dàng lật đổ được đảng Cộng sản Việt Nam. Cái mục đích cuối cùng của nó là loại bỏ vai trò lãnh đạo của đảng thôi. Âm mưu diễn biến hòa bình là như thế, mà nó rất nhiều, nó trăm mưu ngàn kế, nó nhiều chiêu trò, nó nhiều chiêu trò, nó nhiều chiến thuật, rồi bôi nhọ hình ảnh của bộ đội Cụ Hồ cũng nằm trong những âm mưu diễn biến hòa bình, đúng không? Đúng không? Hình ảnh bộ đội Cụ Hồ rất đẹp trong mắt dân, lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam hùng mạnh như thế nào, mà bây giờ tuyên truyền sai, tuyên truyền xấu, rằng là những người mà đại tá rồi thượng tá, nói chung là sĩ quan quân đội, ai lên mạng đấu tranh, ai lên mạng đấu tranh tham gia chống diễn biến hòa bình, nó đều xuyên tạc cá nhân hết. Nó liền tên thằng cá nhân, người này bị kỷ lực, người kia về hưu non thế này thế khác, không? Tại sao là mình là một cái mạng truyền thông lớn là mình đã tiếp tay cho những cái chiêu trò đó làm gì, không? Mình lấy cái bài ngon lành mình đọc có được không? Những cái bài đọc đó giống như cái kinh chống diễn biến hòa bình đó của anh Trịnh Hoài Nam đó, ha? Còn hiện tại đó là tôi rất thích, tôi rất đề cao cái kinh YouTube của Châu Quỳnh, Châu Quỳnh 377 đó, phản biện lịch sử, người ta có chiều sâu, người ta có cái sự am hiểu và cái quan trọng là chính nghĩa, luôn đi theo chính nghĩa, luôn bảo vệ cái nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản. Suốt ngày mà lên á, bây giờ trên cái cộng đồng mạng này suốt ngày cái lên xuyên tạc cá nhân không? Không, rồi hỏi sao người ta không đọc? Nếu như các người không xuyên tạc thì đâu có những cái nick như Lửng Trần, những cái nick như Nguyễn Nhân Kỷ, đúng không? Rồi anh em tụi tôi nữa, rồi Úc Thảo nữa, đó, làm gì mà đưa các người lên để phản biện làm gì? Đúng không? Đó, luôn luôn lúc nào cũng xuyên tạc người ta, mình muốn bằng người ta thì mình phấn đấu bằng chính cái năng lực của mình, trí tuệ của mình, chứ không phải mình xuyên tạc người ta nghèo, mình chửi người này nghèo ngày mai nghèo, mình chửi người kia ngày mai khổ khổ đâu, ha? Trời ơi, toàn là cái lũ gì đâu không à? Thằng Hổ lên like chửi rất bậy Nguyễn Trọng Nghĩa và Trịnh Lê Hoài Nam. Rồi ok anh, thằng Hổ cái thằng này nó ngông cuồng mất dạy, không? Em nói rồi, cái thằng có, em cũng có mấy clip phản biện cái thằng này rồi. Cái thằng này là một cái thằng ngu, ha? Không xưng thầy ai, nó thầy thì nó chắc chạy dạy đỉ điếm ma cô gì đó, ha? Gái đứng đường gì đó, chứ nó dạy ai mà nó thầy, con mắt nó lộ lên mà nó nói toàn là những cái lời xuyên tạc thôi, nghe không? Cái thằng mà công nhận
à, trước 75 mà là nó vuốt đuôi theo chứ nó biết con mẹ gì, nó cũng vuốt theo đuôi theo tụi phản động á. Đó. Đó. Việt Nam Cộng Hòa là hai nước rồi này kia nọ đó, cái thằng này là thằng ngu mà ba trợn, nó ăn bám á, là nhờ cái live stream, nó ăn bám theo cái drama của Nguyễn Phương Hằng rồi á, anh chị em biết không, nó là cái thằng này á, nó bám vô á là để nó là kinh doanh YouTube thôi. Tại vì á, em thấy nó nhờ cái drama của Nguyễn Phương Hằng, nó ca ngợi một bài hai bài thì bắt đầu á, lúc đó là đang nóng về cái sự kiện của Nguyễn Phương Hằng thì á, mọi người á, ủng hộ kinh của nó. Nhưng mà nó đại đi chơi với những đứa là chửi Nguyễn Phương Hằng thì anh em thấy nó có chính kiến không? Nó chỉ thằng này thằng kiếm ăn thôi, thấy không? Nó cũng là một cái thằng giống như là dạng Nguyễn Minh Tệ rồi thôi chứ cái gì. Bà Hai Kỷ ngủ rồi Út yêu. À chị chào Trần Niệm, Niệm vô nè. Em chào Hoa Băng Đỏ, chào chị cô giáo Nguyễn Quỳnh, em chào anh An Khánh. Đó, kinh Anh Gia Việt Bùi cũng nè, kinh Gia Việt Bùi như là kinh cựu chiến binh ha, cựu chiến binh Việt Nam hay gì đó, là phản biện rất hay. Không phải là anh hát em khen hay, nhưng mà thật sự không có cái gì mà sai hết á. Binh thằng Việt Kiều Mỹ tôi chả quan tâm, điều tôi quan tâm là thằng Bảo Trâm hôm nay cũng liếng lái dư luận vu khống cho ông Nguyễn Tuấn Anh, trưởng ban tuyên giáo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bị kênh An ninh TV cắt là luận điệu nói láo rất bậy bạ. Đúng rồi, nếu như ở trong nói này, cái này chị cũng nghe rồi nè, nếu như là cắt ở đoạn nào, thấy không? Cắt là cắt ở đoạn nào đó, nhiều người người ta cũng gọi điện thoại lên, người ta hỏi đó, đó tại sao mà mình kinh lớn mà mình vu khống lại như vậy làm chi? Khi mà người ta là vạch mặt nêu tên là Hoàng Duy Hùng ra thì bắt em bắt binh Hoàng Duy Hùng bất chấp. Đó là lý do tại sao tôi nói em non kém về cái trình độ am hiểu chính trị, đúng không? Tại em đi binh Hoàng Duy Hùng là thôi rồi, đúng không? Bây giờ nếu như Việt Kiều ha, bà con hải ngoại về để là hòa hợp với gia đình, rồi là tìm cách nó muốn về Việt Nam làm ăn sinh sống, phải không? Kinh doanh gì đó thì là chỉ có chú tâm đến phục vụ phát triển kinh tế, còn đừng có xen vô cái chính trị, phải không? Xen vô chính trị là thấy bậy rồi, đúng không? Nếu như tôi nói không phải là tua đũa cả nắm. Nhưng mà nếu như anh chị yêu tổ quốc thì chả ai bỏ tổ quốc ra đi hết. Thí dụ dù có nghèo có giàu có hay có dở gì cũng phải bám đất giữ làng chứ không ai bỏ. Nhưng mà ở đây tôi nói là cái cuộc sống mưu sinh, không? Rồi phải là phát triển ra cái nền kinh tế thì cái chuyện đó thì tôi không nói. Đó, thì anh em chỉ chú ý tới vấn đề là về đây làm ăn bắt tay sinh sống thôi, không? Chứ không có tham gia với chính trị. Cái thằng mà về đây mà tham gia chính trị như Hoàng Duy Hùng là có mưu đồ hết, có mưu đồ hết á. Nó không có giúp ích mẹ gì hết, nó đi chỗ này chỗ kia cũng có người này đãi người kia đãi nó, không? Đâu bao giờ gì làm gì thấy giúp cái quê hương đất nước mình đâu, đúng không? Nó về nhà nó còn bào mòn á tiền túi của người ta nữa, nó đi chỗ này chỗ kia là coi như là người ta chiêu đãi nó không đó. Một hai câu ca ngợi quê hương rồi còn bao nhiêu tiếp cận cái chui vô những cái nhà mạng, nhà truyền thông thôi rồi là có những cái câu phát ngôn rất là bậy bạ, thấy không? Ví dụ như cái vừa rồi á, là chỗ Yên Bái cũng ảnh hưởng, báo cái tòa soạn báo Yên Bái cũng ảnh hưởng đó. Đảng viên chân chính ngoài đảng,
nghe nói câu là cái chức quốc à, nghe được ngu rồi, cái trình độ cao cỡ nhà nào, nhưng mà tôi nói nghe câu đó là tôi thấy nó ngu. Đảng viên mà ngoài đảng mà là gọi là đảng viên à, đảng viên ngoài đảng là đảng viên mà không phải là đảng viên mà là chân là đảng viên chân chính nữa chứ, thấy chất quá. Rồi để bia hình ảnh người này người kia, để bia truyền thông tên nó thôi, bia cái mặt nó để nó xen lòn vô, để nó phát ngôn những cái câu mà coi như là âm mưu thủ đoạn của nó, phải không? Cách mạng Mao không có làm gì được đâu Hoàng Duy Hùng ơi, phải không? Bây giờ rớt mặt nạ rồi gì? Bây giờ ai tiếp nữa? Đó, còn riêng giờ tôi nói rút lại một cái câu Nguyễn Ngọc Bảo Trâm, em đừng có cổ xí cho cái đám giặc mạng nữa. Em làm vậy mất uy tín em đó. Thằng Hoàng Công Cường đang ra sức bảo vệ cho thằng chống cộng người Mỹ gốc Việt Hoàng Duy Hùng, nên nó tấn công cả ông Nguyễn Tấn Anh. Dạ đúng rồi chị, mấy ngày nay ai cũng coi hết rồi. Đó. Thì bởi vậy em nói giữa em với Ngọc Bảo Trâm, em lặp lại ha, không có hiềm khích gì hết, nhưng mà phản biện là phản biện cho trung thực. Thấy sao nói vậy? Thấy sao nói vậy? Xuyên tạc cho ông Nguyễn Tấn Anh bị kinh an ninh TV cắt nói sai, cắt vì nói sai đấy. Nhưng mà biểu đưa ra bằng chứng thì đâu có bằng chứng, cứ thích nói vậy á, khác gì cái tụi kia. Đó là luận điệu vu khống cho ông Nguyễn Tấn Anh, rồi còn xuyên tạc cho kinh an ninh TV cắt cúp. Ông Bảo Trâm này đang lún dần vào con đường xuyên tạc nguy hiểm.